các địa phương cần có phương án quản lý tốt những người ra vào từ vùng dịch để tránh một đợt dịch mới bùng phát. Đây là thông tin tại hội nghị trực tuyến với 63 tỉnh thành do Bộ Y tế tổ chức vào chiều qua. Bộ Y tế nhận định trong thời gian qua, về cơ bản nước ta đã kiểm soát tốt tình hình dịch tại địa bàn trọng điểm như Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương. Tuy nhiên, sau nới lỏng giãn cách, lượng người đi từ vùng có dịch về địa phương rất đông. Tại một số tỉnh đã xuất hiện các ca nhiễm ở cộng đồng. Đối với địa phương phải rà soát ngay lượng người đi về làm ngay các công việc, nâng cao mức độ kiểm soát để không bị đợt dịch thứ năm. Sau hơn 10 ngày thực hiện nghị quyết 128 nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, các địa phương về cơ bản đáp ứng tinh thần của nghị quyết. Tuy nhiên, cũng có nơi còn cứng nhắc chưa tuân thủ tuyệt đối. Tại các địa phương hiện nay đa số gặp vướng mắc trong việc xác định phân loại cấp độ dịch đối với cấp độ hành chính nhỏ hơn cấp xã. Những vướng mắc của các địa phương sẽ được Bộ Y tế hướng dẫn và trả lời cụ thể. Bên cạnh đó, Bộ Y tế yêu cầu các địa phương chuẩn bị cơ sở vật chất đặc biệt đối với hệ thống điều trị, đảm bảo đủ giường cấp cứu cho tình huống có nhiều ca mắc ở cấp độ cao nhất là cấp độ 4.